Vâng, lại xin được gửi lời chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì em lại đi đánh một tổ ong. Tổ ong này, tổ ong rất là nguy hiểm, nó gần nhà dân, cho nên là tầm này nó đang chuẩn bị tấn công rồi. Đây, như các bác thấy đây, đều tổ ong thả dù nhá, ăn càng lá đấy. Đây các bác thấy đây, tổ ong này cũng khá là to rồi. Tầm này em cũng đánh thôi, đánh không phải để lấy quân, để lấy nhộng, mà tầm này đánh để cho đỡ nguy hiểm cho người dân đấy. Thì anh khách này anh cũng gọi điện đến, anh bảo là đến bắt hộ anh. Thì hôm nay em đến em bắt thì các bác cũng... Đây, bây giờ em sẽ tiến hành em bắt luôn. Thôi mà tính hơn mà quên chưa chủ ạ. Lấy cái gì? Như các bác thấy một tổ ong rất là to, nhộng khá là mẩy. Em bắt xong rồi đây, như các bác thấy đây, rất là to, em bắt từ trên cao xuống. Bây giờ thì em đang trèo đây để thực hiện bắt lại quân, để cho anh khách anh ấy lấy con để anh ấy ngâm rượu đấy. Video rất ngắn này, em đi bắt ong. Anh em nào có nhu cầu bắt ong thì alo cho em nhé, trực tiếp cho em xin.